Shop Phụ Tùng Trà Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Nhân tiện là mới livestream xong thì mình sẽ điểm qua một số cái mặt hàng cho anh em để anh em chúng ta cập nhật giá cũng như là hàng hóa bên shop nha. Tất nhiên là cái này nó chỉ là một góc thôi. Tuy nhiên là mình có sao thì mình cập nhật cho anh em như vậy nha. Chính xác nhất, đúng thời điểm nhất. Đầu tiên là cặp lốp rim Thái nha anh em nha. Cặp lốp rim Thái zin kết hợp với lại Inu IRC. Cái này là đúng hàng zin của rim Thái nha. Với cái dòng xe sản xuất đời 93, 94, 95, 96 rồi đó là nó sẽ sử dụng lốp này. Và lốp này là đúng anh em là chơi rim Thái này anh em gắn vô là đúng chuẩn xe zin dắt ra từ xưởng luôn nha. Loại này thì nó vừa ngon, nó là của IRC nha anh em. Và nó kết hợp với Honda cho nên là tiêu chuẩn của nó rất là cao. Đây này, tiêu chuẩn của nó rất là cao nhá. Thứ hai là nó có cái độ bám đường rất là tốt. Và thứ ba ấy, là cái hoa văn của nó, những cái vân chạy chỉ của nó này, nó sẽ là dạng đời đầu cho nên là nó rất là cổ điển, nó rất là đúng hợp với rim Thái nha. Anh em nào chơi rim Thái mà dạng anh em muốn đi xe zin đẹp đúng chuẩn thời thượng đời đầu thì nguyên bản ấy là anh em có thể quất cái cặp lốp này nha. Giá của nó cũng không có đắt nha anh em nha, 860 ngàn một cặp thôi. Nếu mà hôm nay anh em mua những cái lốp IRC Thái Lan ngoài thị trường á thì hôm nay nó cũng không hề rẻ nha. Có những cặp nếu mà xe tay ga này kia là nó lên tới 1 triệu mấy cơ. Còn nếu như mà lốp của xe Honda xe số á, thì nó cũng khoảng 8-900 rồi. Tính ra là nó giá nó cũng ngang bằng thôi. Nhưng mà cái loại này thì anh em chúng ta gắn vô nó hiếm hơn rất là nhiều nha. Loại của Honda Thái Lan này nó hiếm hơn rất là nhiều. Đây này, TIS Honda này, cái logo Honda Thái Lan này, anh em thấy không? Nó chơi xuất hiện ở trên cái bô rim Thái đó. Và đây này là thương hiệu Inu IRC nha, Thái Lan nha. Đây, nhập khẩu này, Inu Rubber Thái Lan, Public Company Limited. Đó, chữ Thái này. Em hãy yên tâm nha. Đấy, cái này là anh em không phải lo đâu. Loại này là đúng chuẩn cho rim Thái rồi. Tiếp theo một sản phẩm hoàn toàn mới luôn. Đây là đĩa LS nha anh em. Đĩa LS 5 lỗ dành cho Future 1, ZX và Quay Thái 110. Đĩa LS nha anh em nha. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 480 ngàn một cái nha anh em nha. Sản phẩm hoàn toàn mới bên mình luôn. Đĩa này thì anh em gắn vô nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp nha. Nhìn nó không cách thời trang. Bận rim Thái nha anh em, bận rim Thái zin nhá, bận rim Thái zin hàng mới 100% chưa qua sử dụng luôn, giá của nó sẽ là 680 ngàn một cái nha. Loại này thì bán rất là chạy và được anh em rất là ưa chuộng này, đúng chuẩn zin này, mã mộc cho anh em này. Đấy, phần này nó sẽ là làm nhám này, đúng chất rim Thái luôn, làm sần nhá, làm sần chỗ này, đây chỗ này cũng sần, đó là chọn rim Thái nha. Chỗ này đóng sẵn 3 lỗ cho anh em về bắt quả đào cho nhá. Cái này thì thực ra anh em gắn quả đào vô, còn nếu không thì anh em gắn cho super thì anh em lấy cái tem anh em dán vô là nó ok. Cái này gắn cho super hay là rim Thái đều được vì nó rất là dày, anh em gắn cho super cũng rất là ngon nha. Ok, rất là nhiều hàng muốn giới thiệu cho anh em luôn. Giò đạp Dreamway hàng loại 1 nha anh em, hàng loại 1 chuẩn ốc có số 10 cho anh em luôn. Giá của nó chỉ có 100 ngàn một cây thôi. Cái loại này là hàng giống giả zin của Quay Thái nha, nó thẳng là như vậy đi. Loại 1 100 ngàn nha. Cái này thì phù hợp cho anh em chúng ta đi xe vừa vừa mà cái cần đạp của anh em nó bị hư rồi thì anh em gắn cái này vô nha. Cái này rất là đẹp nha anh em nhé. Kickstarter này. Đấy, cực kỳ chuẩn nha anh em, luôn xuất xi rất là bóng nhá. Đấy, anh em thấy không? Rất là ok. Bộ ốc đầu bò nha anh em. Bộ ốc đầu bò đâu rồi? Đấy, giới thiệu cho anh em bộ ốc đầu bò của Thái này. Ốc đầu bò Thái nha anh em nhé. Bộ 4 ốc đầu bò luôn, là có 4 ốc đầu bò và 4 lồng đèn nha. Giá hàng made in Japan nha anh em. Giá của nó sẽ là bao nhiêu quên mất rồi. 460 ngàn một bộ nha, gồm 4 ốc đầu bò và 4 lồng đèn cho anh em. Hàng chuẩn hàng made in Japan, Honda Thái, Honda Japan nha. Đó, bộ 4 lá nồi FCC dành cho Dreamway nha anh em. Chuẩn hàng Thái Lan. Giá của nó sẽ là một bộ này là 290 ngàn một bộ nha, chưa tới 300 ngàn nhưng anh em đã có một bộ lá bố 4 4 lá dành cho Dreamway cực kỳ ngon nha. Anh em nào chúng ta chơi FCC rồi thì anh em biết ha. Đây, vỏ của nó đây, FCC Made in Japan này. Đấy, anh em thấy không? Hàng cực kỳ chuẩn nha, KBW 900. Hàng này là anh em gắn cho Dreamway Future gì đều được nhá. Xe anh em mà nếu mà nó đã bị yếu nồi, nó đề ba nó chạy nước hậu bị rung bị rần không còn ngon, chạy thiếu độ mượt cũng như là gia tốc kém thì anh em có thể mua cái này về sẽ giúp cho cái xe của mình cải thiện rất là nhiều nha anh em. Rồi, tiếp theo chống nghiêng của Quay Thái này, chuẩn hàng hai tem nhá. Chuẩn hàng hai tem, để mình lấy cái bịch cho anh em coi này. Đây này, bịch của nó đây. Chuẩn hàng hai tem nha, KEV 900 Made in Thái Lan này. Thì Quay Thái anh em sẽ nhìn nha, cái này Quay Thái 100 một Quay Thái 110 xài chung nha. Cái này anh em có thể gắn cho quên pha cũng được. Đây, có chữ V này, hàng Việt Nam nó không có nha. Nó nước sơn rất là dày luôn và đây có chữ V, chỗ này cực kỳ dày luôn. Rất là đẹp nha.
giá của nó là 180.000. Đây, chống nghiêng của đồ rim Thái này, GN5. Đây, có cái cục méo ở đầu này, đúng chuẩn rim Thái anh em nha. Giá của cái này thì nó sẽ là 160.000, rất là dài luôn, em thấy không? Nước sơn cực kỳ đẹp luôn, rất là đã. Đó. 160.000 nha, chống đứng của Dream Thái nha anh em, 430.000 một cây. Rồi. Tem rim Thái đời đầu. Tem rim Thái đời đầu, tem rim 2 đời đầu này. Giá của nó hàng này là hàng loại 1 anh em nhé. Giá của nó sẽ là 100.000 một bộ, hàng rất là đẹp, lưng vàng luôn, dán keo cực kỳ chắc nha anh em, cực kỳ bền. Bóng đèn quay Thái 110 Abi Malaysia nha. Bóng đèn này giá của nó là 100.000 một cái, 30W cực sáng luôn. Cái này gắn riêng dành cho quay Thái 100 và quay Thái 110 anh em nhé. Bộ tem rim Thái tem lửa 3M, dòng tem zin của Thái Lan. Đây mình sẽ lấy cái miếng nào có chữ 3M cho anh em coi này. Xíu nha. Đây, tem lưng 3M nha, tem zin rim Thái nha anh em. Tem zin này của rim Thái, giá của nó là 1.300.000. Bộ này ngoài thị trường hôm nay đang bán từ 3 đến 5 triệu nha, tùy theo nơi bán. Cam kết cho anh em hàng zin nha. Cao su gác chân trước của Rimway này. Cao su gác chân trước Rimway made in Thái Lan nha anh em nhá. Made in Thái Lan luôn, cực kỳ xịn nha. Giá của cặp này là 100.000 nha anh em nhá. Rồi, lọc xăng quay Thái 110, rim Thái Future 1. Cái này thì anh em có thể gắn được cho Super hay là Wenfa đều gắn được, xe tàu gắn được nha. Giá của nó là 45.000 một cục. Loại này thì chỉ có đời 99, 98 nó mới có thôi nha anh em. Qua nhảy qua đời 2000 là nó không có cái cục này đâu. Nó chỉ có cái cục màu lọc trắng bên trong thôi, nó không có cái cục lọc và không có cái vỏ cao su bên ngoài. Có cái này đôi bơi đúng đời anh em dọn xe từ Super lên rim Thái nè. Hoặc là những xe nào mà nó đã bị cũ này rồi, nó rát rồi thì anh em có thể mua ta thay vô nha. Rồi ok, tiếp tục giới thiệu cho anh em đi. Đây là một cái bộ gắp và hộp sên của quay Thái. Cái này là hộp sên của quay Thái 110 này anh em. Giá của nó là 600.000 nha, hộp sên zin nha anh em nhá. Hộp sên zin, nước sơn cực đẹp luôn. Này, kim tuyến này. Em thấy chưa? Đấy, kim tuyến lọc lắn lầm lan luôn. À, rất là đẹp. Chuẩn zin nha, 600.000 một bộ. Anh em mà lấy thêm tem thì thêm 100.000 nữa nhá. Đây, full combo đèn. Gồm có chóa đèn và luôn kiềng đèn nha. Giá là 800.000. Anh em là mua lẻ chóa rim Thái nha. Này anh em lưu ý là rim Thái không phải Super rim nha anh em nhá. Giá của rim Thái chóa này là giá của nó sẽ là 450.000, còn kiềng giá là 370. Anh em nào mua nguyên bộ giá là 800 nha, tiết kiệm được mấy chục. Rồi, xi nhan rim Thái nha anh em. Xi nhan rim Thái zin. Đây, made in Thái Lan nha. Giá của nó sẽ là 550.000 một cặp nha anh em. 550.000 một cặp, cặp hai cái nha, hai bên. Rồi, đây là đèn hậu rim Thái này, hàng zin rim Thái nha. Giá của nó sẽ là 550.000 một bộ anh em nhé. Mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em về cái đồ zin. Nãy mình có giới thiệu anh em cái cần đạp mà cần đạp hàng loại 1 thôi. Đây là cần đạp zin này. Cần đạp zin của quay Thái nha. Đây, cần đạp zin quay Thái đây. Có mở ra sẵn một cái đây. Đây, cần đạp zin quay Thái 110 nha anh em. Siêu bóng luôn. Nói chung cây này anh em cầm lên là cái độ đẳng cấp rồi. Giá của nó sẽ là 470.000 một cây nha. Hàng siêu VIP luôn. Anh em nhìn cái độ bóng này. Đấy, mã này, mã trên này có đầu, trên đầu có mã này. Trên đầu có mã này. Phía sau có mã này. Phần đuôi cực đẹp luôn này. Đấy, CM thấy chưa? Đó, này, đúng chuẩn zin nhá. Anh em nhìn là hết hồn luôn. Đây, cao su này, Kickstarter này. Đó, có cao su gắn cho anh em luôn nha. Phía sau này có chấm sơn này. Rất là đẹp. Cây này thì không có gì để nói, không có gì để chê được rồi anh em ơi. Siêu VIP rồi ha. Giá là 470.000 một cây nha. Rồi, ok, giới thiệu cho quan em về những cái mặt hàng bên shop, một số hạt hàng thôi. Đây. Này, ốc đầu bò da băng này, 460.000 bốn con nha, siêu đẹp luôn. Bát treo bô của rim Thái nha anh em. Bát treo bô rim Thái giá 200.000 một bộ nha. Hàng này thì anh em có thể không thể kiếm được ngoài thị trường đâu, rất là hiếm. Cái này rất là đẹp nha. Dày, cực nặng luôn. Nói chung là anh em mà chơi rim Thái thì anh em biết cái này nó khó kiếm cỡ nào rồi ha. Thì hôm nay anh em nào muốn mua thì nhanh tay liên hệ với mình nha. Tay gen ở rim Thái GF6 nha anh em. Đây, bộ tay gen rim Thái GF6 này. Đây, GF6 anh em thấy chưa? Tay này là tay zin chuẩn rim Thái Thái Lan nha. Đó, chuẩn Thái Lan nha anh em, GF6505 made in Thái Lan nha. Đó, con Rocket. Cái này là bộ tay zin gồm có zin, bạc đạn và tay. Zin, tay zin nè, bạc đạn nè và ắc này nha. Ắc là có số trong này luôn. Đây ắc có số luôn này. Qua cho anh em coi ắc nha. Đây, ắc của nó có số luôn nha, rất là chất lượng. Đấy anh em thấy không? Ắc nó có số 1 ở trong này. Rất là đẹp nha. Đó, nói chung là bộ này anh em là bị lột tay zin hay là bị hư tay zin, lác tay zin là anh em về quất bộ này ép vô tay zin ở nhà là cây zin ở nhà là vậy mà chạy tiếp thôi, không cần phải thay nha.
viên ép nó sẽ ngon khi mà anh em ép được cái tay chuẩn nha. Rồi ok, giới thiệu hàng hóa sơ sơ qua cho anh em tới đâu ha. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.